Lô 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 lại bên em. Em đang lấy tư liệu để làm clip Sao anh nghi quá, nhìn thấy máy chơi game chắc chơi game quá. anh. Đâu thì anh thấy cái logo là anh biết em xài máy gì rồi ha. Ủa mà cụ thể Predator thì rất là nhiều dòng, dòng em xài mỏng gọn gì chắc là Triton 500 đúng không? Ừ, đúng anh, Triton 500 đó anh. Ok. Nghe nói Dubai xài cấu hình cũng khủng lắm. Thường CPU là siêu gì em? thường thôi anh ơi, có i7 thôi mà. Cạc gì em? Cái này 1650 à? Dễ gì anh, Dubai là phải 2070 mất kêu. Ồ, đỉnh ha. Đỉnh rồi. Dòng này ngày xưa anh thấy là bán chạy nhất cái dòng 2060. Đúng rồi anh. Ủa rồi rồi rồi, rồi sao nữa? Thường ta ổ cứng này 2-3T hay gì không em? Nhắc tới ổ cứng nó lại là một câu chuyện khá là xa xôi. Em là một người rất thích theo cái chủng phái là IoT, cho nên là tất cả Là các sống trên mây á nếu không mà phải là Internet of Things, là mình hả? phải lưu các dữ liệu mình trên cloud rồi, ít sử dụng ổ cứng, cho nên em với em là lựa chọn làm cái ổ cứng thật cực kỳ nhanh Thôi là nói nhanh vào luôn đi, ổ cứng bao nhiêu ghi? 256. Đúng rồi, biết ngay mà. Anh biết là vài tháng trước cái game mà Call of Duty á thì nhiều bạn rủ em chơi lắm, nhất là Warzone đó, nó phi á. Cuối cùng khi mà em bắt đầu chép game em thấy ổ cứng của em còn có 50 GB à, trong khi cái game nó phải hơn 100 GB, và em rất là đau khổ khi mà phải xóa tài liệu học tập hay là dữ liệu để làm clip cho các Rồi rồi, bạn. ok, hiểu. Em bắt đầu đổ mồ hôi nhiều khi mà đụng vô cái máy rồi. Thì căn bản thì Acer, Predator thì họ có cái đội ngũ bảo hành khá là nhiệt tình. Các bạn cứ đem máy ra để thay keo, nhưng mà trong trường hợp của mình Dubai thì thật ra chưa bao giờ mình đem vợ mình ra cho người khác Đúng để rồi. tra keo cả. Đúng không? Thì ngày hôm Mà nay anh nghĩ đến lúc, bởi vì anh mới được Kingston họ tặng cho một cái ổ cứng NVMe. Chưa biết là cái cấu hình này như thế nào ha, không biết là em có ưng không. Nhưng mà anh nghĩ là thứ nhất là về dung lượng là nó một là mức tê anh nghĩ là hợp lý đúng không? đúng rồi, hợp lý Cái thứ em. hai á, tiện thể là anh nghĩ là em nên dành một ít thời gian để mà thay lại keo cho cái máy này. Như vậy để xem coi cái máy sau khi mà chúng ta nâng cấp ổ cứng cũng như là làm mát nó thì nó như thế nào nha. Spec con này thì ngoài dung lượng 1T khá khủng thì tốc độ đọc ghi của nó cũng khá ổn, khi đọc tuần tự là 2100 MB và chép tuần tự là 1700 MB, kèm theo cái TP đúp đâu đó khoảng 240 TP đúp. Giá của nó khá hợp lý đó anh em. Với cái ổ này thì mình tìm trên mạng đâu đó khoảng 2 triệu 6 trong ổ 1T, cũng là khá hợp lý cho anh em lựa chọn ở thời điểm hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay cái em SSD 1T này vào chiếc Triton 500 cùng với việc thay keo luôn, để xem coi chúng ta búp sức mạnh cho em Triton 500 này lên được như thế nào. Thôi nói nhiều quá, bây giờ thôi mình action đi ha, bây Dạ. giờ lật mông em mới lên rồi thay thôi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở tung em Triton 500 để thay keo cũng như lắp SSD mới. Thì việc đầu tiên các bạn phải xác định là laptop của các bạn đã còn hay hết bảo hành, vì điều này rất là quan trọng. Với trường hợp là laptop còn bảo hành và chúng ta phải liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc là đại lý phân phối xem họ có hỗ trợ cho việc thay keo miễn phí hay không. Còn với trường hợp tụi mình thì laptop đã hết bảo hành, cho nên tụi mình đã rạch tem của em nó. Trên chiếc laptop này sẽ có 10 con ốc ở những vị trí như thế này, đây đây đây, tổng cộng là 10 con ốc ha. Và các bạn phải chú ý đến việc là sử dụng ốc lục giác phù hợp với con ốc bên phía dưới. Chúng ta sẽ dùng vít lục giác để mở ha. Bây giờ mình sẽ mở con đầu tiên. Rồi, mình đã mở xong 9 con và đây là con cuối cùng ha. Lưu ý với các bạn khi các bạn làm những việc liên quan tới việc tháo ốc như thế này, các bạn nên có một chiếc hộp giống như mình để chúng ta manage được là ốc ở khu vực nào, tránh tình trạng khi các bạn tháo ra là 10 con và khi các bạn lắp lại thì các bạn dư ra một con ốc, như vậy rất là nguy hiểm, chúng ta sẽ bỏ sót. Đồng thời luôn là chúng ta nên có thêm một cục 500 vĩnh cửu để cho vít chúng ta nó có thể hết được ốc, tránh tình trạng những con ốc rất là nhỏ nó sẽ rơi vào những cái lỗ chi tiết rất rất nhỏ trên main của cái laptop, như vậy rất là nguy hiểm ha. Rồi bây giờ mình mở con ốc cuối cùng. Mình đã mở hết tất cả ốc và các bạn có thể thấy là ở đây cái vỏ của chiếc laptop này nó sẽ có những cái ngàm để giữ cái phần đế và phần thân phía trên. Thì các bạn sẽ sử dụng một cái thẻ giống như mình thế này mà mỏng hơn thôi ha. Các bạn sẽ để vào đây và chúng ta đẩy tới những cái vị trí có ngàm, ta cần lách nhẹ như thế này. Đây, vị trí này nè, chúng ta lách lên. Chúng ta nghe được tiếng lách, khi đó thì cái ngàm này sẽ được mở ra và các bạn làm như vậy dọc hết thân máy của mình. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ dỡ nắp máy lên như thế này. Ok. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đấy. Các bạn thấy ha, dù mà chiếc máy mình sử dụng rất là kỹ, tuy nhiên sau khoảng thời gian thì nó cũng sẽ có bụi ở những cái cánh fan.
và để bảo vệ sức khỏe của mình trước khi mình làm những thao tác tiếp theo, mình sẽ mang chiếc máy đi vệ sinh thổi bụi bớt. Trước khi các bạn làm bất kỳ thao tác gì trên chiếc laptop thì việc đầu tiên các bạn phải làm là ngắt kết nối nguồn điện bằng cách tháo pin ra, bởi vì khi chiếc laptop còn điện thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Và bây giờ mình sẽ tiến hành rút cáp của phần pin ra. Bây giờ mình sẽ tháo cái bo mạch của laptop ra. Vâng, anh em cùng xem phía dưới như thế nào ha. Vâng, đúng là như mình đoán là sau 1 năm sử dụng thì nó cũng khá là bụi, mặc dù là chúng mình sử dụng rất là kỹ. Bây giờ trước khi làm bước tiếp theo để bảo vệ sức khỏe thì mình cũng sẽ mang em nó đi thổi bụi. Rồi, bây giờ chúng ta đã lấy cái bo của con laptop Triton 500 ra. Thì đây là một dòng laptop gaming cao cấp của Acer. Cho nên nó sử dụng một cái SSD NVMe đến từ WD với tên mã là SN720. Thì đây là một con SSD NVMe cũng khá là cao cấp. Tuy nhiên do lúc đầu mình khá tập trung vào CPU và GPU cho nên các bạn thấy dung lượng của con SSD nó cũng khá khiêm tốn. Và cuối cùng thì tụi mình đã lựa chọn một con SSD NVMe cũng khá tương xứng với mặt tên tuổi đến từ Kingston với tên mã là NV1. Dưới dung lượng là 1TB và tốc độ đọc ghi tuần tự của nó là khoảng 2001 và 1007. Và với việc và thay SSD thì các bạn thấy là thao tác của mình từ đầu tới cuối nó cũng hơi khó, cũng không đơn giản, cho nên là chúng ta tận dụng luôn là thay một lần thì thay luôn keo tản nhiệt cho CPU và GPU. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần heatsink ra và tiến hành thay keo. Đồng thời luôn thì tụi mình sẽ, mặc dù là trên cái laptop này nó hỗ trợ tới hai khe M2, tuy nhiên tụi mình sẽ tháo cái ổ này ra, bởi vì ở thời điểm hiện tại các bạn biết là những cái bốc SSD NVMe như thế này thì nó cũng giá thành khá hợp lý, khoảng 300 đến 500 ngàn là các bạn đã có một cái bốc như thế này. Thì việc tận dụng một con SSD có dung lượng cũng không phải lớn, thể di động giữa PC, laptop hoặc là các thiết bị ngoại vi nó khá là tiện lợi ha. Tuy nhiên trước tiên chúng ta phải tháo SSD ra và thay luôn trước khi tiến hành thay keo. Rồi, thì chúng ta đã thay cái ổ cứng NVMe xong, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách tháo heatsink này ra để thay keo. Sau khi tháo tất cả những ốc ở vị trí đây và xung quanh đây thì chúng ta sẽ tháo luôn hai cái sợi cáp kết nối quạt tản nhiệt ha, ở đây và ở đây ra. Bây giờ là phần tản nhiệt đã coi như đã tách rời khỏi bo mạch, chúng ta chỉ cần nhấc ra thôi. Hey, sau khoảng thời gian hì hục hơn 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng thay keo xong. Thì anh em thấy là cái phần hồng hồng có một cái nhũ hoa phía trên ha. Thì xin thưa với anh em, rất nhiều anh em xem clip 300 triệu của tụi mình thì thắc mắc đây có phải là syndrome hay không. Thì thưa với anh em là không phải syndrome mà nó là keo tản nhiệt gọi là đỉnh của chóp đến từ Thermal XG. Thì thông số của nó thì mình sẽ để dưới description, anh em có thể tham khảo ha. Và tiện thể luôn, giá của cái hũ keo này nó cũng hơi rẻ, khoảng 2 triệu mấy 3 triệu thôi. Rồi, như vậy thì chúng ta đã thay keo xong. Anh em thấy là tụi mình rất cẩn thận trong vấn đề là check keo trên những cái con chip VRAM cũng như là phần CPU và GPU. Thì chúng ta sẽ tiến hành lắp bộ phận tản nhiệt vào và lắp chiếc máy lại như lúc ban đầu. Ok, rồi mình đã lắp chiếc laptop mình xong. Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả sau khi mình thay keo cũng như thay SSD nó như thế nào. Thì các bạn có thể thấy là nhiệt độ của CPU và GPU đã giảm khá nhiều, đâu đó khoảng 10 độ. Và trong suốt quá trình thì CPU luôn duy trì cái xung nhiệt rất là cao. Chúng ta nhìn qua SSD đi, thì SSD NVMe khi tụi mình thay vào, các bạn thấy kết quả benchmark cũng rất là ấn tượng. Nó gần như là đạt tốc độ đúng như công bố của nhà sản xuất. Với chiếc WD SN720 thì do quá trình sử dụng đã khá là dài và dung lượng nó không còn nhiều, cho nên là lúc tụi mình benchmark ở khi mà nó đã đầy dung lượng thì tốc độ nó không còn tốt nữa, và đặc biệt là nhiệt độ của nó cũng cao hơn so với con Kingston. Chúc các bạn sẽ
dễ dàng trong việc là tăng trang laptop để tận hưởng cảm giác sung sướng khi chiếc laptop ta được bốc hiệu năng lên. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt clip vừa qua. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye.